Và xin chào tất cả anh em đến với kênh YouTube của Mười. Rất là vui gặp mọi người trong video này. Khởi đầu trận đấu như mọi khi thì mình đang có gọi là trận có khổ và cái bếp ở đây thì mình kiểu đang chơi kéo theo chơi đó chính là song đấu đây, nhưng mà chưa xác định được bởi vì chưa có con tinh anh. Muốn chơi một con gì tướng gì thì chúng ta phải có một hệ tinh anh thì chúng ta có thể bui được cái đội hình đấy. Khi mà cho tinh anh thì rất là khó để bui. Ngoài trời vẫn đang mưa, đang bão rất là to, rất kiểu rất là nguy hiểm mọi người ạ. Cá chê này, Fiora này, Vayne này. Thôi thì cứ để này đi, nói chung là thua thắng hay thắng đi. Mình đang tính định có thể phít máu mà. Đây là không quan trọng. Thắng thua đều không quan trọng ở thời điểm này. Phít máu thì nếu mà có thìa thì ngon ha. Với thìa, nếu chắc bị thìa thì mình sẽ có thể vẽ ra nhiều thứ hấp dẫn hơn. Không có thìa rồi, có cung gỗ này. Mình đang me cung gỗ của ông Hecarim đang cầm kìa, ngon quá, mất rồi. Nói cung gỗ ở nhà. Thế thì mình sẽ chuyển qua lấy trang bị đó chính là giọt nước mắt đấy từ vị trí của Ire. Cho Ira thì không, mình sẽ lắp cái vỏ ốc cho Ira nhá. Bên này mình sẽ làm kiểu Ira ba vòng ốc cho anh em xem. Em biết rồi, nếu mà kiểu Ire mà ba vòng âm kết hợp với cái sáng ấy thì nó dùng skill khá là tốt, khá là ngon, khá là đẹp. Demo thiện xạ này, Team Ken này, Zed, Diana, khá nhiều biểu tượng đây, mà thôi cứ để đổi đáp game như này đã đi, cứ đổi đáp game như này đã. Chúng ta không nên vội vàng, bởi vì vội vàng sẽ luôn có phải đá. Cứ hay đi chậm chậm chàng thôi, đi chậm chậm chạp và chắc thôi. Chứ mà đi vội quá hơi nguy hiểm, nên cứ để này đã nhá. Trang bị vẫn chưa xuất hiện nên là vẫn chưa thể chuyển vế được, chuyển vế đổi dấu được, cứ thế. Phải có cơ hội thì mình mới thể chuyển vế đổi dấu được mọi người ạ. Kalista, Kalista, rút, ok. Diana tiếng Anh nguyệt tộc này.
mình cũng khá là rất là nhiều ý định, đó chính là làm kiểu về full ấy, là kiểu thông đạo 4 sao ấy, mà kiểu 6 cái thông đạo 4 sao cơ, như thế mới hấp dẫn được đó. Nhưng mà điều đấy thì hơi khó, 6 thông đạo 4 sao thì cần quá nhiều nhân phẩm trong một game để có thể đạt được điều đấy, quá nhiều nhân phẩm này ạ. Ok, thì bây giờ kiểu là round này thì hiện tại xem gì đây, không có gì cả anh em, một cái giáp lưới thôi, khá là ít trang bị, cũng là khá lủng luôn đấy, lủng thật. Khá là lủng. Bây giờ thì mình mới chỉ có một cái trang bị, đó chính là một cái vọng âm thôi, khá là ít. Và thứ mình cần đó chính là ba vọng âm cơ. Ba vọng âm thì mới có thể cho con Irelia này thể hiện một cái cách gọi là tuyệt vời nhất được. Nên bây giờ mình sẽ cố rom tiếp ha, cố fit máu và lấy đồ tiếp, lấy trang bị ngon lành cảnh đạp tiếp nha. Cho Talon mà chúng ta thì sẽ có được 6 khai sáng, 4 khai sáng nhá. Đội hình khai sáng là một đội hình ấy mà chúng ta không cần tinh anh vẫn có thể đạt được, đó chính là 6 khai sáng. Đó là đội hình khá là hay. Mà đội hình này thì không có hệ gọi là nhân tạo. Đó là một cái thứ mà mình khá là tiếc. Bởi vì những con kiểu dùng skill chậm á, mình nghĩ mình áp dụng cho nó một cái gọi là ánh sáng nhân tạo thì nó sẽ tốt hơn, nó sẽ tuyệt vời hơn. Như kiểu là con Ari chẳng hạn, Ari là một con khổng của cầu mình thấy chậm nhất, skill chậm nhất luôn ý. Một con mình cảm thấy kiểu nó đáng ghét nhất luôn. Bao nhiêu trận thua chỉ vì bu đồ chọn Ari thôi. Nên là mình rút kinh nghiệm là nếu mà chọn Ari mình phải sở hữu một cái trang bị, đó chính là một cái giáp hồi sinh thì mới có thể chọn Ari được. Còn không thì rất là khó để chọn Ari anh em ạ. Nó sẽ chết cực kỳ sớm, mà nó dùng skill lại còn lâu nữa. Nhưng Ari gặp sát thủ ấy thì chỉ có bọn ăn cám thôi. Từ khi mà mình áp dụng cái trang bị giáp hồi sinh cho Ari ấy, thì cái khả năng sử dụng skill của nó tốt hơn. Mình sẽ để ở trên đầu luôn, dàn đầu tiên luôn. Và vừa vào thì nó đã dùng skill rồi, dùng skill luôn. Đó là một điều khá là thú vị. Đó. Và từ đó về sau thì mình luôn luôn sử dụng trang bị giáp hồi sinh cho Ari. Lúc nào cũng vậy. Tyre cầm 3 vọng âm thì anh em phải tin tôi rằng nó rất là mạnh nha, rất là khỏe. Cái sự thể hiện của nó rất là tốt luôn. Uầy, có thìa, giờ hin cầm thìa anh em ơi, what the fuck. Ngon nhờ, nhưng mà giờ hin cầm thìa khả năng cao sẽ mất đấy. Giờ hin này sẽ mất, khó có thể mà còn được. Uầy, bóng này có vẻ kiểu là đi ngủ rồi. Ai à, không lấy luôn à.
chê anh em ạ, chê hết rồi, anh em chê thìa rồi. Ok, vậy tôi sẽ lấy cái con giờ hiên cầm thìa mọi người nhá. Mình sẽ lấy cái con giờ hiên cầm thìa này. Bây giờ thì mình sẽ lắp tán thần cho nó nhá. Mình sẽ chuyển hướng khác rồi, bởi vì cái mình một khi mình nhìn thấy nó hình cầm thiền ấy thì mình chợt nghĩ ngay ấy, đến một cái ông bạn, ông một ông fan của mình. Ông ấy comment đó chính là làm cho em xem giờ hình thánh thần đấy anh. Ok, vậy thì bây giờ mình sẽ cho ông ấy thấy giờ hình thánh thần sẽ sức mạnh như thế nào mọi người nhá. Anh em hãy cùng đón xem giờ hình thánh thần của mình. Lúc đầu mình tính làm Ire ba bảo âm cơ, nhưng mà thôi, khi mà đã có giờ hình cầm thiền rồi thì mình sẽ làm cho anh em xem luôn đó giờ hình thánh thần. Ok, chết rồi, ăn ngọc combo mồm rồi. Hệ thánh thần là một hệ mà khi chúng ta có thể gọi là đạt đúng mức đủ stack ấy, thì nó sẽ gồng lên hệ thánh thần và bắn sát thương chuẩn cộng là miễn khống chế anh em ạ. Có vẻ không ổn một chỗ nào đúng không? Bây giờ mình sẽ xoay bài thì có vẻ như kiểu là hơi liều lĩnh đấy, kiểu hơi chậm ấy. Bây giờ mình cần phải có một con thánh thần tinh anh mọi người nhá. Cần có một con thánh thần tinh anh thì mình mới có thể đạt được, đó chính là 6, với đạt được 8 thánh thần được. Và để kiếm một con thánh thần tinh anh ấy thì đó thực sự là nhìn nghe có vẻ đơn giản thôi, nhưng mà thực tế là rất là khó. Đấy, bởi vì nó phụ thuộc rất là nhiều thứ. Nghe đơn giản lắm nhưng mà rất là khó đấy, phụ thuộc nhiều thứ lắm mọi người ạ. Không phải đơn giản mình muốn là được đấy. Không phải muốn là được mọi người ạ, nó phải phụ thuộc rất là nhiều yếu tố. Ron nhiều khi nó không ra đâu. Ron nhiều khi chả thấy mọi người ạ. Đó, rất là khó. One shot. Mà có vẻ như kiểu là giới hình mới 1 sao á. Với cả đội hình đang còn yếu quá, đội hình rất là yếu. Nó vẫn chưa là thể thống công lãnh ấy cả, nên là cái sát thương của nó vẫn là chưa đủ để có thể chống chịu và cho giới hình một cái điểm tựa để bắn. Khá là lùng. Trong một đội hình mạnh nhất ấy, đội hình mạnh nhất mà mình biết ấy, đó là đội hình mà nó có sự kết hợp của công và thủ đấy. Công và thủ, đội hình có công và thủ là đội hình mạnh nhất. Đội hình mà không có thủ mà không công ấy là đội hình yếu nhất đấy. Ok, mình sẽ sắp xếp đội hình người đây nhá, bởi bãi sói này nhiều khi nó ảo lắm, nó cắn mạnh cực kỳ luôn á. Mình đã từng thua bãi sói vài lần rồi và mình rút kinh nghiệm, mình phải bo tròn này một cục này thì nó mới không để cắn nhiều được. Khi mà đạt 8 thần thì chúng ta sẽ 13 giây hóa thần mọi người nhá. 13 giây hóa thần. Ui, trang bị có vẻ hơi lủng nha. Mình đang cần một thanh vu cực kiếm. Đang cần một thanh vu cực kiếm cho giờ hin. Giáp lửa nhá. Trang bị giáp lửa là một trang bị mà rất là cần. Rất là cần thiết. Cực kỳ cần thiết luôn. Bởi vì nó sẽ khiến cho như kiểu anh thấy không? Ông Hecarim này, đấy. Nếu không có giáp lửa thì ông sẽ hồi máu cực kỳ nhiều luôn. Nhưng mà vẫn chết thôi, ông này là thần rừng anh em ạ, thần rừng khỏe quá. Nó vừa có giáp vừa có kiểu sát thương nữa, chịu không nổi. Ahri tinh anh pháp sư à. Ok, mình sẽ run một chút nha. Run một chút. Oh, luck à. Oh shit, luck này. Ok, Ire. Không thấy gì cả, vãi nổi.
Có vẻ Ron hơi đen anh em ạ. Ron hơi đen nha, không lấy một cái gì cả luôn ạ. Ui, đa xua 3 sao vụ kiếm căng quá nhờ. Khả năng cao mình sẽ thua game này nữa rồi. Mình còn 49 máu thôi. Và khả năng dãy chết là không có rồi. Ây á, ây á. À, mình có hệ mê hoặc anh em ạ. Hệ mê hoặc nó khiến cho đội hình của này hết mất hết sát thương rồi. Đó, win nhờ được hệ mê hoặc nha. Bốn thánh thần và bốn khai sáng, hai mê hoặc. Đội hình kiểu cái tiền đề này cũng khá là ổn đây, khá kiểu một sự đề ba khá khá là ok đấy. À, ông này đang chơi gì đây? G4 cầm cuồng đao à? Căng nhở. Ôi trời ơi, combo xuất à. Để Jhin ở góc này là một cái, nếu mà mình lắp cho nó một cái trang bị như kiểu là áo choàng thủy ngân thì ngon, nhưng mà nó lại thiếu hụt sát thương. Đấy. Nhưng mà lắp áo choàng thủy ngân này cũng ok, nhưng mà sát thương nó sẽ thiếu hụt đi rất là nhiều, nó hụt đi cực kỳ nhiều luôn. Sijuani tiên tinh phong à, tinh anh à. Nãy giờ mình đang cố gắng kiếm tìm kiếm một con thánh thần tinh anh mà có vẻ như cả không thấy đâu cả. Không thấy đâu cả mọi người ạ. Bây giờ mà mình có thể lắp một trang bị huyết kiếm ấy cho giờ hình đúng tuyệt vời nha. Một trang bị huyết kiếm cho giờ hình. Như thế thì giúp giờ hình của chúng ta sẽ có khả năng hút máu rất là tuyệt vời luôn. Ôi da, ông này đang chơi Kalista cầm gì cơ, cầm cốc. Kalista cầm chén sức mạnh mọi người ạ. Vãi đồ, chắc là ông này kiểu là nhặt Kalista ở chợ và cuối cùng nó đột nổ trong random trang bị này rồi. Này thì bắn này one shot ngay chứ đâu mà. Hơi chơi chơi ít mọi người ạ. Phải tầm 8 thánh thần thì mới được 13 giây. 13 giây sẽ trụ lâu hơn và sẽ thể hiện nhiều hơn. Bây giờ thì hơi ít. Bây giờ thể hiện hơi chậm, hơi nhanh. Ui, u hồn à. Hộ pháp u hồn này. Ui, trâu lắm. Đội hình trâu cực mọi người ạ. Trâu cực luôn á. Ui, my god. The hit. One shot. Nhưng mà đối thủ chúng ta vẫn còn quá khỏe. Vẫn còn quá nhiều đội trạng người anh em ạ. Ây à, cố lên. Ui, không kịp rồi. Có vẻ ông này khỏe quá. Ông này quá khỏe so với quy định rồi. Quy định để mình có thể chiến thắng rồi. Hơi khỏe.
Mình đang cần một trang bị huyết kiếm nha anh em, một trang bị huyết kiếm để cho Zayn nó có cái khả năng hồi phục. Bây giờ sát thương của nó là có đấy, nhưng mà hồi phục cũng không có. Đó là một điểm thiếu sót đấy. Ui, bếp. Mình đã có áo trong bạc rồi, bây giờ cần một cái bếp nữa nha. Một cái bếp nữa, liệu có không? Bếp, wow, một cái Neko à, cũng được. Neko cũng ổn đấy. Còn Neko thì mình sẽ khiến cho con người hiên này lên 3 sao dễ hơn, ok. Rồi, áo choàng thủy ngân này, cung runan này, cuồng đao à. Áo choàng thủy ngân. Mình đang suy nghĩ có nên áp áo choàng thủy ngân cho con giờ hin không, hay là mình sẽ đợi một cái gì đó ha. Đợi một cái gì đấy xuất hiện thì mình sẽ lắp sau. Ok, cuồng đao cho dân lắc nha. Ông lắc cầm cuồng đao là một trang bị khá thích hợp, bởi vì nó sẽ khiến cho ông lắc này sẽ chói nhanh hơn. Và đó, con lắc này sẽ là một con khống chế cứng của đội hình mình. Mình đã xác định nó là một khống chế cứng mà. Chơi một game thì chúng ta phải có khống chế. Ui, giờ đại ca set kìa, anh em thấy không? Một pha chói thôi là có thể giải quyết được mọi thứ rồi. Nếu như không có pha chói đấy thì khả năng cao mình sẽ thua đấy. Đấy, đội hình mạnh là đội hình phải khống chế và có thủ, phải có sát thương. Đấy, nếu mà khi anh em có đủ thứ như vậy rồi ấy, thì anh em chắc chắn sẽ có một trận chiến thắng. Giờ hin này mình sẽ để có lắc một góc và giờ hin một góc nhá, bởi vì là nhìn có để có một góc thì ông G4 sẽ combo như thế, là còn nếu mà anh em để được trụ một đấy thì G4 sẽ combo một phát hai ông, nên anh em sẽ cực kỳ thọt luôn, siêu thọt nhá. Ra hay nên để tách ra mọi người. Ok nào, bắn nào, one shot nào thần rừng của chúng tôi này. Ông Vega này đang có thần rừng, nhưng mà anh em không dính mê hoặc rồi thì sát thương đâu mà chơi thôi hả? Dính mê hoặc thì sát thương đâu mà chơi nữa hả? Nghỉ game đi ông ơi, nghỉ game đây. Nghỉ game luôn đi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ up lên level 8 để tìm kiếm, một là giờ hin, hai là thánh thần nhân tạo nha, là thánh thần tiếng Anh nha. Bởi vì không có thánh thần Anh thì không có thể nào có được chính là 8 thánh thần được. Ôi dồi ôi, ông Shizu random mà đồ chất lượng này, găng bảo thạch cộng với cả một cái trang bị. Nhưng mà giấy one shot ấy, đã hóa thần rồi. Hóa thần rồi thì bắn phát nào là đóng phát đấy luôn gì nữa, One shot luôn gì nữa. Tuyệt vời. Mới chỉ có 2 sao thôi nha anh em, 3 sao thì sẽ chất lượng hơn hẳn rất là nhiều luôn. Chúng ta cùng chờ đợi khoảnh khắc 3 sao nào. Khoảnh khắc 3 sao là một khoảnh khắc sẽ là rất là trọng đại rồi đấy, rất là tuyệt vời, gọi là perfect. Trang bị nhìn có vẻ khá nhiều trang bị đây, nhưng mà trang bị mình cần thì đã bị lấy hết rồi. Thôi mình sẽ lấy cái trang bị là chính là áo choàng dây chuyền chủ tội nhá. Bởi vì là đồ hình của mình ấy nó rất là mỏng và cần phải có một dây chuyền chủ tội để có thể hồi máu lại một cái phần nào đó. Đồ hình mỏng anh em nên cần dùng trang bị áo choàng cái dây chuyền chủ tội nhá. Dây chuyền chủ tội là một món trang bị mà cần thiết nhất trong một game, nó cũng xem ngang với kiểu là giáp lửa vậy đó, áo choàng lửa vậy. Ok, để chuẩn bị up level 8 rồi, chúng ta chuẩn bị trải nghiệm khoảnh khắc, đó chính là Ron này. Level 8 thì chúng ta Ron vừa có Lee Sin là 1 này, có The Hin là 2 này, và có Thánh Thần Nhân Tạo là 3. Đó, có 3 thứ trọn vẹn ở trong level 8. Vậy nên không đắn đo, không phải đắn đo gì cả khi mà chúng ta up level 8 cả. Đó là một cái sự quyết định đúng đắn đấy. Ủa ôi ạ, nearly đồ này, vãi trưởng chưa? Đồ chất lượng nha.
Bởi vì anh em biết rồi, cái nội tại của trang bị quyền năng khổng lồ ấy, đó chính là anh em mà gây sát thương chí mạng ấy thì nó sẽ được kích hoạt cái quyền năng nha. Nên ông này đã sử dụng cho mình đó chính là ui sồi ôi vãi nồi luôn. Ui sồi, ông này chơi kiểu chiến tướng dắt vàng rồi mọi người ạ, căng lắm. Đối thủ không thể nào đùa được. Ui, Zinnick toàn là tiếng Anh à? Vãi nồi nhờ, thơm đấy nhưng mà thôi tôi không cần nha. Bây giờ mình máu thấp quá, mình phải ron luôn anh em ạ, phải lên mà ron luôn nhá. Ui, đây này đại sư tiếng Anh à, vãi nồi. Ai cần đại sư ông ơi. Thánh thần cơ. Ui, 200 giờ hin luôn ạ. Ngon quá nhờ. Ok, tuyệt vời. Đây, cuối cùng đã xuất hiện rồi mọi người, cuối cùng đã xuất hiện rồi. Chúng ta đã có thánh thần tiếng Anh. Bây giờ thì cần có Lee Sin nữa. Chú Lee Sin xuất hiện nữa thôi là chúng ta sẽ có đạt được cái đỉnh luôn, lên đỉnh cực mạnh luôn nha. Ôi, Kalista. Ôi, zone này 2 sao à. Ghê quá nhở. Chất lượng quá đấy. Ok, anh em thấy không? Cái lắc nó chói một cái pha đấy là giúp mình tối thiểu bao nhiêu lượng máu đấy. Ui, 19 máu rồi. Bây giờ thì chỉ cần khoảng một cái game mà toang nặng thôi là coi như end game mọi người ạ, end game nhá. Nếu mà một game mà toang nặng quá là end game luôn, khỏi chơi. Zone à? Tôi cần Lee Sin cơ. Bây giờ tôi rất là cần Lee Sin nha. Lee Sin nó xuất hiện đây bạn ơi. Bạn trốn đâu vậy bạn ơi? Ui, vùng đao này mình có bị giáp hồi sinh em ạ. Giáp hồi sinh này giờ cho giờ hin thì hơi thiếu sát thương. Bây giờ đội hình của mình hơi thiếu sát thương mà cho giáp hồi sinh thì có vẻ hơi thọt đấy. Mình nghĩ là mình sẽ không quyết định cho giáp hồi sinh đâu. Giác này, ok rồi mình sẽ run kiếm giác 3 sao hoặc là giờ hin 3 sao nhá. Thì bây giờ khá là ổn rồi, Warwick này. Rồi tiếp tục nào, let's go. Không có gì cả, let's go. Oh my god. Không ra gì cả. Ok. I'm fine. Bây giờ mình đang có hai quyền lựa chọn đấy, 19 máu. Chọn giờ hin 3 sao ấy thì nó hơi mông lung, nó hơi nguy hiểm, bởi vì anh biết nguy hiểm điều gì không? Đó chính là mình sẽ phải đánh đổi một chút. Đánh đổi một chút mọi người ạ. Ok, phải chấp nhận đi. Đấy. Cố gắng là anh em, cố gắng nào anh em ơi. Ok, mê hoặc là dính mà, có dính mê hoặc rồi nha. Dính mê hoặc rồi nha. Bắn nào ra hiện. Bắn nào. One shot. Ok. Tạm biệt bạn nha. Cảm ơn bạn đã góp mặt trong cuộc đấu trò chơi này. Ok, chúng ta chỉ còn có 4 đối thủ thôi anh em ạ. 3 đối thủ thôi. Và bây giờ mình sẽ cố gắng hơn nữa để có thể trở lên comeback top 1 được. Chung là tất cả phải cố gắng thôi. Không cố gắng thì sao thành công được. Bây giờ một chú rắc nó lên 3 sao. Mà có giờ hit anh em ạ. Thôi cái bán rắc đi. Mình quyết định cho Zin 3 sao nhá. Bán rắc cho Zin lên 3 sao. Mình nghĩ đó là quyết định khá là đúng đắn đấy. Bởi Zin 3 sao thì chất lượng rắc rất là nhiều. Bây giờ thì chúng ta đang khá là thọt này. Bây giờ mình sẽ để đây. Để lắc qua đây. Sắp xếp đội hình một chút. Chết rồi, cái ông u hồn này nó chói nhiều quá. Đấy lại chói kìa, 4000 đam. Ui. Vẫn nguyên nha. Ông này hết sát thương chính rồi. bạn ơi. Có Lee Sin nha, bây giờ mình đã có 8 thánh thần rồi. Giờ hiện 3 sao cũng 8 thánh thần. Một cái sự mà mình nghĩ là rất là bá đạo đấy. Hơi bị bá đạo rồi. Bây giờ thì chắc không phải sợ bố con nào luôn. Không sợ bố con ông nào luôn nhá. Giờ hình của mình đang còn một trang bị cuối cùng nữa. Nhưng mà bây giờ mình đang suy nghĩ nên cho trang bị gì cuối cùng đây. Ok, mình sẽ để sắp hình một chút. Ông đấy, chiến tướng em ạ. Căng này, ông này gọi là nguy hiểm này.
Ông này có đội hình đó chính là chiến tướng mà gì 4 3 sao nữa, một combo cũng phải khá là gắt đấy. Nào, giới hình có lệ, one shot. Wait. Please. Ui, phê vãi, tưởng thua chứ, hên quá anh em ơi. Chúng ta đã cái lễ chết được rồi. Lễ chết thành công rồi mọi người ơi. Đã rất thành công rồi nha. Ok, bây giờ mình sẽ lắp áo choàng thủy ngân này cho The Hin nhá. Bây giờ áo choàng thủy ngân cho The Hin này, và bây giờ là sẽ phải gọi là sao ta? Ron để kiếm đội hình lên ổn ổn một chút đi. Như kiểu Warwick 2 sao hoặc là kiểu là Vũ Công 2 sao chẳng hạn như vậy thì nó sẽ ổn hơn. Tám thánh thần, The Hin 3 sao, đồ khá đẹp, trang bị khá đẹp nha. Trang bị khá là ổn đấy. Ôi, ok. Này là xong đầu của chúng tôi này. Xong đầu của chúng tôi này. Bắn nào, giới hiện. One shot, bắn nào. Let's go. Ok luôn. Mạnh phết anh em ơi. Giới hiện 8 đánh thần nha. Đúng yêu cầu của một cái ông fan dành đưa cho tôi đấy. Bây giờ thì Ron đi. Bây giờ Ron cũng chỉ đơn giản là bây giờ mình sẽ mình còn dư gì nhỉ? Mình đang dư cái gì ta? Fiora anh em ạ. Nãy giờ mình không để ý nhá. Không để ý nhá, sorry mọi người. Mình còn dư Fiora nữa. Thả nào mình đang dư cái gì. Ok, bây giờ mình sẽ cho The Hin cho Zinix vào để kích hoạt hệ đó chính hệ song đấu nhá. Thả nào mình đang dư cái gì mọi người ạ? Thì là dư Fiora. Ok luôn, bắn nào. One shot, một đối thủ chúng ta đã chia tay rồi. Và chúng ta chỉ còn một đối thủ thôi. Ok, hết game. Anh em xem video ủng hộ đăng ký kênh một like video mới nhá. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Chào mọi người, hẹn gặp lại ở những video lần sau. Bye bye mọi người, tạm biệt.